Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước kiểm định hơn 2 triệu 800.000 lượt phương tiện ô tô, trong đó hơn 450.000 lượt phương tiện không đạt chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Cụ thể, cả nước hiện có 275 trên 295 trung tâm đăng kiểm hoạt động, với 448 trên 547 dây chuyền kiểm định. 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước kiểm định hơn 2 triệu 819.000 lượt phương tiện. Trong đó, hơn 2 triệu 360.000 lượt đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 453.841 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Cũng theo số liệu thống kê và dự báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong thời gian tới, khi các địa phương đồng loạt xét xử các vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, nhiều khả năng một số địa phương có nguy cơ tái diễn ùn tắc phương tiện đến kiểm định. Do đó, Cục tiếp tục duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm đăng kiểm phương tiện thông qua mạng kiểm định và qua hệ thống camera giám sát trực tuyến, nhằm bảo đảm chất lượng công tác đăng kiểm xe cơ giới, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.